Chào mọi người, hiện tại mình đang ở trang trại của hợp tác xã Tân Đạt. Đây là công việc cho những chú chim trĩ bảy màu đỏ xanh vàng ăn. Đấy, những chú chim này rất thân thiện nha các bạn nha. Rất thân thiện luôn. Mình có thể cho thức ăn lên tay và các chú chim ăn nhé. Bây giờ mình bắt đầu cho chim ăn nha các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Rất là nhiều các bạn ạ. Bạn nào yêu chim thì xin liên hệ với mình theo địa chỉ mình sẽ ghi ở trên tường. Mình là đông của xã Tân Đạt nha các bạn nhé.